Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 221 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện ma, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên Duy được gửi lại từ một bạn nam, mà bạn nói những cái câu chuyện này do ông cố và những cái người trong gia đình của bạn chứng kiến luôn. Nó xảy ra từ hồi lúc mà ông cố của bạn còn trẻ đó, nói về những cái câu chuyện ma quỷ nó lộng hành ở trong cái xóm này. Thời ngày xưa ma quỷ dữ lắm, nhiều khi á nó hiện hình ra nó nhát mồm một giữa ban ngày luôn. Mà cái điều đặc biệt á chính là cái con quỷ này tới hiện tại nó vẫn còn tồn tại trong cái xóm nhà của bạn, chứ vẫn chưa có chịu đi đầu thai nữa. Theo như lời của ông cố kể á, thì cái năm mà ông cố còn mạnh giỏi á, tất cả những người con của ông cố, con cháu anh em trong nhà rồi nọ đó là ở san sát nhau không hà, ở gần gần nhảy nhau đó, rất là vui. Cái năm đó ở trong xóm này có một cái gia đình của cái bà đó mới chuyển vào để mà sinh sống. Cái bà đó là bà Tư Lũ. Nhà của bà cũng có điều kiện dữ lắm. Bà vô cái xóm này ở, bà cũng cất nhà lên khá là khang trang. Sau khi mà xây nhà xong, bà xây luôn những cái lưới, xây những cái tường rào bao quanh nguyên cái phần đất của bà lại. Bà có nguyên một cái mảnh đất phía sau để mà trồng cây ăn trái, và bà có nuôi một cái chuồng heo rất là lớn. Nói chung khi mà cái nhà này chuyển vô cái xóm này sống á, không có ai bàn tán gì nhiều hết trơn á, tại vì người ta ở cũng chan hòa dữ lắm, không có chuyện gì đáng nói. Tuy nhiên cái mà làm mọi người quan tâm á, đó chính là cái lúc mà hai vợ chồng của bà Tư Lũ này á, bà nuôi heo. Bà nuôi heo rất nhiều, thành ra heo nái cũng nhiều luôn, nó đẻ con ra cho bà nuôi lớn lên á, bà bán cho người ta. Tuy nhiên nuôi được một vài tháng á, khi mà cái bầy heo nái của bà mới vừa đẻ ra đó, bà mới phát hiện là hình như cứ mỗi đêm á, là có một cái con heo con nó bị chết. Sáng sớm bà ra bà coi á, thì một cái con heo con nó chết á, nó lòi cái đùm ruột của nó ra gì nè. Cái ngày đầu tiên khi bà phát hiện ra con heo con của bà bị lòi ruột ra đó, bà cứ tưởng đâu là mấy con chồn phía sau á, nó vô nó cắn cho mấy con heo này chết không à. Bà đâu nghĩ gì nhiều đâu. Rồi cứ ngày nào cũng vậy hết, mở mắt ra là thấy con heo nó chết. Đỉnh điểm là ngày hôm đó, sau cả tuần lễ rồi, chết gần hết cả bầy heo rồi, bà ra bà thấy là cũng có một con heo con. Nó nằm đó, cái bụng của nó cũng bị rách ben ra hết trơn rồi, nhưng mà không có cái đùm ruột đó hết trơn á, giống như là cái con gì á, nó ăn, nó tha cái đùm ruột đi mất tiêu rồi. Khi đó thì hai vợ chồng của bà Tư hoảng hồn rồi, không biết cái con quỷ gì á, mà nó ăn sao mà hết trơn cái bầy heo của mình rồi, tới con heo này á, là cũng hết luôn rồi, đâu còn con heo con nữa đâu. Thành ra ổng với bà mới định là thôi, đêm nay sẽ canh, coi còn cái con gì á, nó bò vô đây, nó ăn mấy con heo còn lại nữa hay không. Tuy nhiên cái đêm nay khi mà nằm ngủ lại canh á, đang ngủ ngon á, thì ổng bả lại nằm thấy một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Ở trong mơ á, cả hai vợ chồng đều thấy luôn á là có một cái con quỷ. Có nghĩa là cái con này á, nó không phải là hồn ma bóng quế gì hết trơn á. Cái mặt của nó rất là ghê, tóc tai thì bù xù gì nè, mà răng nanh á, nó chĩa ra rất là dài luôn. Khi đó trong giấc mơ á, ổng với bả mới thấy là cái con quỷ này nè, nó mới nói với ổng bả là bây giờ á, nếu như mà không muốn nó về phá nữa đó, thì ngày mai phải lập tức làm cho nó một cái bè. Cái bè bằng cái bắp chuối đó, mà làm cái bè thiệt là bự nha, để mà nổi trên sông á. Sau đó để đồ cúng nhang đèn này nọ nè, để thêm cái con heo trên đó nữa, cúng cho nó, rồi thả dọc bờ sông gì nè, thì anh em của nó mới không kéo lại để mà phá nữa. Chứ nếu mà không cúng á, thì nó kêu anh em đồng bọn của nó tới đây á, phá cho banh cái chuồng heo của bả, rồi phá cái nhà của bả luôn. Khi mà tỉnh dậy thì hai vợ chồng hoảng hồn luôn, tại vì cùng thấy con giấc mơ hà. Lúc đó mới sợ rồi, mới nghĩ là đây là một cái con quỷ, nó về nó ăn cái đùm ruột của mấy con heo con này nè. Mà nó không phải là một con quỷ đâu, nó cả bầy luôn á. Tại vì trong giấc mơ nó có nói, nó rủ thêm anh em của nó nữa tới phá nếu như mà không cúng cho nó. Do đó thì ổng bả mới rén rồi, cũng bắt đầu làm cái bè chuối, rồi thả trôi xong cúng kiến như là những cái lời yêu cầu của tụi nó vậy đó. Rồi thì không biết là có được êm xuôi hay không, bạn không có kể tiếp. Bắt đầu á, ổng với bà mới qua kể cái câu chuyện này cho bà cố nghe. Thì bắt đầu bên nhà của ông cố mới có những cái chuyện xảy ra, cũng do cái bầy quỷ này nó phá đó. Tại vì ông cố kể á, ngày xưa bà cố của mày á, bà có cái nghề làm tàu hũ.
3-4 giờ sáng phải thức dậy làm rồi, làm rất cực. Kể từ sau khi mà cái con quỷ này nó quậy bên cái chuồng heo của bà Tư Lũ, bắt đầu nó qua tới bên nhà của mình. Cứ hễ cái giờ đó bà cố mày bà thức dậy bà làm tàu hũ là tụi nó sẽ phá. Nếu như bữa nào bà đang ngồi canh cái nồi tàu hũ mà bà có công chuyện khác, bà đi qua chỗ khác bà làm tiếp thì cái tụi quỷ này nè, nó sẽ lại ngay cái nồi tàu hũ, nó lấy đất đỏ, nó tấn vòng vòng cái nắp nồi gì nè. Mà trời đó tối hù hà, bà cố mày bà đâu có thấy rõ đường đâu. Nhiều đêm mà bị nó phá đó, bà dở cái nắp nồi lên bà coi tàu hũ thì những cái đất đá đỏ này nè, nó rớt trong cái nồi tàu hũ hết trơn luôn, khiến cho cái nồi tàu hũ hư, đâu có bán được đâu. Mà ngày nào cũng làm gì hết trơn á, riết rồi bà cố mày á, bà rút kinh nghiệm, bà ngồi đó bà canh cho tới khi nào á, cái nồi tàu hũ nó xong, bà mới dám bỏ chỗ khác bà đi. Hôm nào bà ngồi bà canh ở đó, tụi nó không có làm gì được á, bắt đầu nó ngồi mà đọc dừa, nó lấy đá đỏ, nó chọi vô, tại vì đường nhà của bạn á, thời điểm đó đất đỏ không hà, nó lụm đất đỏ nó chọi thẳng vô gì nè, chọi bụp bụp vô gì đó. Hồi đó đó cũng có cửa, nhưng mà cửa nẻo không có khóa kỹ như bây giờ đâu, nhà tranh vách lá không gì hà. Thời ngày xưa biển cái là ma quỷ rất nhiều, nhiều khi thành tinh á, lộng hành rồi đi trong nhà trong cửa gì đó, người dân người ta thấy riết cũng quen à, mặc dù người ta vẫn sợ nha, nhưng mà không phải như bây giờ đâu, người ta thấy rõ ràng ngày nào cũng vậy hết trơn á, tại vì cũng chiến tranh loạn lạc, người chết rất nhiều, do đó thì cũng giống như thành thói quen vậy đó. Bà cố cứ mỗi lần á, buổi sáng sớm bà nói tàu hũ á, thì bà phải ở đó bà canh cái nồi tàu hũ, chứ không dám rời mắt. Rời mắt á, là tụi nó sẽ phá banh cái nồi tàu hũ luôn. Bây giờ tới ông cố, ổng bị nhát ngay giữa nhà của mình luôn. Cái lần đó, con quỷ này á, nó cả gan, nó giả dạng làm bà chính của bạn luôn. Cái người đó là con thứ chính của ông cố đó. Thời hồi đó con cháu ở chung với nhau nhiều dữ lắm, một nhà có tới khoảng mười mấy người ở luôn đó. Vậy mà cái con quỷ này á, nó vẫn cả gan để mà giả dạng bà chính của bạn á, nằm dài ra cái bàn giữa ở giữa nhà trước vậy nè. Ông cố nhớ rất rõ, cái đêm hôm đó là một cái đêm tháng 10, thành ra là cái trời nó rất là mau tối luôn, nó tối hù tối mịt vậy đó. Thời hồi đó chỉ xài đèn dầu thôi à, đâu có đèn điện đâu. Với lại cái giờ này á, mọi người cũng đã rút vô trong buồng nằm hết trơn rồi, đâu có ai ngoài nhà trước đâu mà đốt đèn cầy. Do đó trước khi ngủ á, ông cố mới định là đi ra ngoài nhà trước á, kiểm tra cửa nẻo có đóng đồ hay chưa. Từ trong buồng nhà sau, ổng mới đi ra tới nhà trước thì trời ơi, ổng phát hiện nằm ngay cái bàn giữa đó chính là có một cái người con gái nằm phơi thay ở đó, mà trắng tươi trắng nhách gì đó, không hề mặc đồ gì hết trơn luôn. Ổng càng đi gần lại thì thấy cái cô con gái này nằm mà phành ra gì nè, không mặc đồ gì hết trơn, thấy hết luôn. Một hồi nhìn kỹ lại thì ổng cố mới thấy đây là con Nga, nhỏ con thứ chín của mình. Thành ra là ổng mới la làng lên, ổng nói: Nga, bọn mày khùng hay gì, giờ này mày không đi ngủ đi, mày nằm ở đó, mày nằm giữa nhà mà mày không mặc quần mặc áo gì hết trơn, mày bị điên hả mày? Mới đầu á thì cái cô gái này nằm ngửa, sau khi mà ông cố ổng kêu lên rồi á, bắt đầu á nó quay úp cái người nó lại, nó ngước cái mặt của nó lên nhìn ổng á, thì đâu phải là cái cô Nga, là cái bà chính của bạn đâu. Cái mặt rất lạ luôn, mà hai cái răng nanh bắt đầu á, nó dài dài ra từ từ vậy nè, con mắt đỏ ngầu luôn. Ổng mới sợ quá trời rồi, ổng chạy vô nhà bếp á, ổng có thủ sẵn mấy cái nhánh cây dâu tầm ăn á, tại vì thời ngày xưa á, ở trong nhà lúc nào cũng có nhánh cây hết trơn á. Mặc dù ông cố ổng cũng hơi ớn nha, tại vì nó hiện ra rõ mồn một ngay giữa nhà của mình, cái mặt nó ghê quá, nó nhe răng nó cười với ổng một cái nữa, ổng mới chạy vô. Sau khi mà ổng lấy ra rồi á, thì ổng thấy nó biến thành cái làn khói rồi, nó bay ra khỏi cái cửa sổ, nó ra tuốt ở ngoài kia luôn, nó không còn dám quay lại nữa. Sau cái đêm đó, khi mà bị con quỷ này nó nhát xong á, ông cố mới kể lại với mọi người. Ông cố nói là cái bầy quỷ ở nhà của bà Tư Lũ mới chuyển tới, nó rất nhiều chứ không phải là một hai con đâu, cả bầy luôn. Tại vì mấy cây dừa phía sau nhà của bà, cây nào cây nấy cao cao không à, trồng rất lâu rồi. Tôi để ý là mỗi lần trời mưa mà sét đánh, đánh ngay chăng cái độc dừa không à, mà không bao giờ cây dừa này nó chết, có nghĩa là mấy con quỷ này nó vẫn còn, nó chưa có chịu đi. Đó là những cái câu chuyện mà hồi lúc ông cố của bạn còn khỏe, còn sống, ông cố chứng kiến và kể lại. Ông cố còn nói, sau mỗi lần mà sét đánh cây dừa này nè, tụi nó không những không chết, mà tụi nó còn về quậy, lộng hành hơn những cái lần trước nữa. Nhưng mà do ngày đó người ta thấy tụi nó phá nhiều quá rồi, chuyện nào nó cũng y chang chuyện đó, thành ra là bạn cũng không có kể nhiều hơn được nữa, nó cũng y chang vậy hả. Tới sau này, khi mà ông cố của bạn mất rồi á, thì tiếp tục những câu chuyện này bạn lại được ngoại của bạn kể lại. Ngoại nói á, cái thời gian mà sau khi ông cố mất, ngoại cũng có đi chùa, một cái ngôi chùa ở trong xóm luôn. Ngoại lên đó để mà tu tập, ăn chay niệm Phật, làm công quả này nọ.
Ngoại cũng có kể lại những cái câu chuyện ở cái bụi dừa phía sau nhà bà Tư Lũ, cũng như là cái đám quỷ này á, thì những cái người ở trong chùa đó người ta cũng biết luôn, tại vì những câu chuyện này á, nó quá là nổi tiếng ở cái xóm của bạn đi. Tới thời điểm bây giờ, người ta nói á, cái bài quỷ năm đó đó đi hết trơn rồi, có thể bị sét đánh hoặc là người ta đi tu hết rồi, chỉ riêng còn lại một cái con quỷ tới bây giờ vẫn chưa có chịu đi đầu thai. Cho tới tận năm 2022 là cái năm bạn viết câu chuyện này gửi lại cho Duy á, cái năm đó bà ngoại vẫn còn thường xuyên lên ngôi chùa này, và các sư bên đó vẫn nói là cái con quỷ này nè hiện tại vẫn chưa có chịu đi luôn, tại vì cái cốt lõi á, nó đang thù hận một cái gia đình. Cái gia đình này chính là gia đình của bà Năm bạn á, cũng gần nhà của bạn luôn, mà không biết đã đắc tội gì với nó. Có thể là ở nhiều đời nhiều kiếp trước, gia đình của bà Năm đã làm một cái lỗi gì với cả gia đình của con quỷ này. Thành ra tới bây giờ, sau khi mà người ta chết đi, người ta vẫn không có cam tâm để mà đi đầu thai. Người ta vẫn ở lại đó để mà đợi cái ngày cả gia đình của cái bà Năm của bạn chết đi hết thì người ta mới vừa lòng. Do đây là cái câu chuyện cá nhân của nhà bà Năm, thành ra là các vị sư thầy đó người ta cũng không biết rõ như thế nào. Người ta chỉ biết được nó đang hận cái gia đình này thôi, còn nguyên nhân vì sao người ta không có rõ. Mà đặc biệt thầy nói nó chỉ hận những cái người nào mang họ Lê trong cái dòng họ này thôi. Đúng thiệt, ông cố ngoại của bạn là người họ Lê, thành ra bà ngoại của bạn cũng họ Lê luôn. Do đó những cái người mang họ Lê mới bị con quỷ này nhát. Còn như ông ngoại của bạn, ông ngoại họ Trần, thành ra là hồi đó giờ ông ngoại không có thấy. Ngoại cũng có nhờ những cái vị sư thầy này đi ra ngoài gốc cây dừa để mà coi cái con quỷ này hiện tại còn ở đó hay không. Sư thầy người ta cũng đi ra ngoài coi, người ta mới nói là thời gian quá lâu rồi, con quỷ này hiện tại không còn ngự trên cái đọt dừa nữa, mà nó đã chuyển qua cái cây me keo, là cây me nước phía trước nhà của bà Năm, để mà ngày ngày nó canh, nó đợi thời cơ bắt cả cái gia đình này đi luôn. Và quả thật là đúng như vậy. Kể từ cái ngày mà những vị sư thầy á, người ta nói là cái vong hồn của con quỷ này á, bây giờ đã chuyển sang cái cây me keo rồi đó, thì kể từ ngày hôm đó, cả gia đình của bà Năm không có ai mà sống yên ổn được hết trơn á. Tại vì ban ngày á, thì cứ bị ma nhát, cứ thấy có bóng người á, đi ra đi vô trong nhà, làm hoài vậy đó, bà rất là sợ luôn. Còn ban đêm ngủ á, thì liên tục gặp ác mộng, không có đêm nào mà ngủ ngon được hết trơn á. Do đó thấy á, nhà mình cứ lục đục hoài, nhiều chuyện xảy ra quá thì bà Năm bắt đầu đi coi thầy. Mà nhờ những người thầy rất là giỏi luôn nha, theo những người khác người ta chỉ đó, cứ hễ ai mà tới nhà của bà Năm, đi ngang cây me trước cửa nhà thôi là người ta lắc đầu, ta chặt lưỡi cái ta bỏ đi về luôn, không biết làm sao nữa. Nhưng bà Năm vẫn chưa hề bỏ cái ý định đó là đi tìm thầy, tại vì bây giờ chỉ có những người thầy, người ta mới có thể giúp cho gia đình mình khỏi có nhìn thấy những cái vong hồn này thôi, tại vì bà biết nhà bà đang có vong người ta phá. Rồi mấy ngày hôm sau, bà Năm có nghe theo lời của người quen, chỉ địa chỉ nhà của một cái ông thầy này nè, kêu bà là ngày mai bà qua bên nhà của thầy thử coi, coi người ta có làm được hay không. Chưa kịp qua nữa, thì cái đêm ngày hôm đó, ở nhà của cái người thầy này nè, thầy này tự nhiên nằm thấy một cái giấc chiêm bao, đó chính là có một cái con quỷ mà bốn cái nanh. Tại vì người ta làm thầy, thành ra trong giấc mơ người ta thấy, người ta xác định được đâu là quỷ và đâu là ma. Thầy thấy là cái con quỷ này nè, nói với thầy, đây không phải chuyện của mày, mày đừng có xen vô cái chuyện của tao. Nếu như mà tao đợi ngày tao trả thù xong á, tao sẽ tự động đi đầu thai, khỏi cần mày kêu tao đi mày. Bây giờ mày về á, mày kêu nó làm cho tao một cái miếu để dưới gốc cây me đi, làm xong tao sẽ không phá tụi nó nữa. Khi đó thầy mới giật mình tỉnh dậy, thầy đâu có biết cái giấc mơ này là như thế nào đâu. Rồi cái bà đàn bà này là ai, mà tại sao con quỷ này lại về kêu thầy á, là nhờ người ta lập cho nó một cái miếu dưới gốc cây me keo. Tại vì á, cái người thầy này chưa hề gặp cái bà Năm. Qua tới ngày hôm sau, bà Năm mới tìm tới nhà thầy, tự nhiên kể lại mọi chuyện, thầy mới nhớ lại cái giấc mơ ngày hôm qua. Thì quả thật cái câu chuyện này là câu chuyện của bà Năm. Do đó thầy mới nói thẳng với bà Năm, tôi cũng không còn cách nào khác, bây giờ theo như lời của người ta về ta nói vậy đó, bà lập cho người ta một cái miếu ngay dưới gốc cái cây me keo này đi, thì có thể người ta sẽ không có còn phá bà nữa đâu. Về nhà thì bà Năm cũng nghe theo lời của thầy, làm một cái ngôi miếu ở dưới gốc cây me. Nhưng mà mọi chuyện nó không dừng lại ở đó, vẫn còn nhát mọi người. Tại vì sau khi mà lập cái miếu này lên á, cũng thờ phượng cúng kiến đàng hoàng, ngày nào cũng vậy hết. Cho tới cái năm đó là con gái của bà Năm á, có chồng rồi mang thai. Sau 9 tháng 10 ngày đẻ ra một cái đứa con á,
mà trên mặt của nó có một cái vết bớt. Cái vết bớt này nó bự dữ lắm, nó không phải như là những cái đứa nhỏ bình thường đâu. Y chang như là có ai dùng cái bàn tay mà cào lên cái mặt của nó vậy nè, khiến cho cái bớt nó hằn lên rất là đen luôn, nhìn cũng khá là ghê đó. Mới đầu thì ở nhà chỉ tưởng là cái vết bớt này là cái vết bớt bẩm sinh, nhưng mà không phải là như vậy. Tại vì sau khi sanh cái đứa nhỏ này được vài tháng, lúc này đang ngủ trưa, bà Năm lại nằm thấy một cái giấc mơ. Trong mơ bà Năm thấy mình đang nằm phía nhà sau, mà từ phía trước giống như có ai kêu bả vậy đó, cứ kêu hú 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 làm gì hoài đó. Thành ra bà mới thấy lạ. Bà bước ra nhà trước thì bà thấy là tự nhiên núp núp phía sau cái cửa lú cái đầu ra vậy nè, mà tóc tai lượm thượm thấy ghê dữ lắm, chỉ thấy được hai con mắt màu đỏ với lại hai cái răng nanh nó dài ra vậy nè. Lú vô mới nói với bà: mày biết cái vết bớt của thằng cháu mày tại sao ở đâu mà có không? Tao làm tao quào mặt nó vậy đó, chừng nào mà tao trả thù nhà mày xong tao mới chịu đi. Một hồi sau, bà Năm mới có thể thoát ra khỏi giấc mơ đó. Bà tỉnh dậy thì rất là sợ luôn, tại vì bà nói hồi nãy giờ hên chỉ là giấc mơ thôi, nhưng mà giấc mơ này nó rất là thiệt. Bà rất ám ảnh cái khuôn mặt của nó luôn, nhất là hai con mắt với lại cái răng nanh của nó đó. Nghĩ sao giữa ban ngày mà nó đưa cái mặt dần dần ra trước cửa nhà mình vậy nè. Rồi thêm mới nói là cái vết bớt nữa, tại vì bà cũng ám ảnh cái vết bớt của thằng cháu mình lắm, nó bự vậy nè, ngay giữa cái mặt luôn. Bà cũng suy nghĩ nát hết trơn luôn, không biết mình đã làm đắc tội cái gì với người ta mà cứ về hại nhà mình hết lần này tới lần khác. Hết nhát rồi bây giờ vào cái mặt cháu của mình nó thành ra cái vết bớt vậy, mặc dù cũng làm miếu này nọ rồi mà vẫn về phá làng sao. Cho tới khi mà cái thằng nhỏ cháu của bà Năm nó lớn lên được chút thì mẹ của nó cũng đã dẫn nó đi bác sĩ thẩm mỹ xóa cái vết bớt này đi. Mặc dù không có xóa hết được nhưng mà nó vẫn đỡ đỡ một chút, đỡ hơn là lúc mới sanh. Tuy nhiên xóa thì xóa, nhưng mà cái con quỷ này tới hiện tại vẫn còn chứ chưa có chịu đi. Không biết nó có cái mối thù gì với cái dòng họ Lê của bà Năm Lý do bạn biết, tới thời điểm hiện tại con quỷ này nó vẫn còn vòng vòng ở khu nhà của bà Năm là tại vì 1-2 tháng trước bạn có nghe một cái người cô của bạn kể lại. Cô này cũng là một cái cô mang dòng họ Lê của bà Năm luôn. Nhà của cổ thì ở nhà sàn, kiểu đối diện với nhà của bà Năm vậy nè. Khi mà ở nhà sàn người ta sẽ ghép những cái miếng gỗ mỏng mỏng lại với nhau. Ở cái nhà khác thì bạn không có biết. Tuy nhiên riêng cái nhà của bà cô này những cái miếng gỗ bà không có cho người ta làm sát nhau đâu. Bà để sao nó cách nhau tầm khoảng 1-2cm gì nè, để mà gió dưới sông nó thổi lồng lộng lên mát cả căn nhà của mình luôn. Cũng do không có làm sát mà để cái lỗ hở nhìn thẳng xuống sông vậy đó thì mới có chuyện. Trưa ngày hôm đó bà cô này bà đi làm về khá là mệt, trời thì nó cũng hơi oi bức nữa, thành ra bà không có ngủ trên giường, bà xuống dưới cái miếng ván này bà nằm luôn. Tại vì gió dưới sông nó thổi lên qua những kẽ hở này nè, nó thổi lồng lộng gì đó, mát dữ lắm, mát luôn. Bà đang nằm ngủ trưa ngon lành gì đó thì cái mặt của bà nó sẽ úp xuống cái miếng ván này luôn. Bà đưa thẳng con mắt bà nhìn xuống sông gì nè, nhưng bà nhắm mắt bà ngủ, tại vì cái kẽ hở nó cũng không phải là bự quá đâu. Bà đang nằm ngủ ngon lành gì đó thì tự nhiên bà có cảm giác giống như là có ai mà dùng cái móng tay cào cào nhẹ lên mặt của bà vậy nè. Bà mở mắt ra thì bà mới thấy là có một cái ngón tay, mà cái móng tay nó dài thòn lòn vậy nè, nó thọt từ dưới cái kẽ hở nó thọt lên, nó khều khều cái mặt của bà vậy nè. Bà đưa con mắt bà nhìn xuống kẽ hở thì bà thấy ở dưới toàn là nước không hà, mà dưới đó có một cái con quỷ nó đang nằm, nó trôi trên mặt nước nó đưa con mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bà nhìn nó thì đúng là một cái con quỷ mắt đỏ mà bà cô này đã từng được nghe kể lại là nó chứ ai. Thêm một cái nữa là hai răng nanh. Hai cái răng nanh nó dài tới nỗi mà nó mọc ra, nó cong xuống gì nè, như là cái ngà voi vậy đó, rất là ghê luôn. Bà nhìn bà điếng hồn luôn, bà bị á khẩu rồi, bà đâu có làm gì được đâu. Bà mới thấy nó chìm từ từ xuống cái nước này luôn. Một hồi bà mới tỉnh dậy, bà hoàn hồn đó, thì bắt đầu bà mới kể lại cho mọi người nghe. Qua cái sự việc đó thì mới thấy một điều, cái con quỷ này tới hiện tại vẫn chưa có chịu đi. Mặc dù hồi trước giờ chưa có hại cái gì nặng nề tới tính mạng của ai, chỉ là nhát vậy đó, nhưng mà không biết sao mà vẫn còn tồn tại ở đó hoài. Đặc biệt là người lớn ở đây người ta thấy nha, những năm gần đây nè, mỗi lần trời mưa sét đánh rất là nhiều lên cái cây me keo trước nhà của bà Năm, nhưng mà không bao giờ cây me bị chết hết trơn á. Đánh là đánh thẳng lên ngọn cây, nhưng cây me vẫn phát triển rất tươi tốt và cái tán lá rất là bự. Con quỷ này vẫn còn đang tồn tại ở đó mà mọi người không biết cách làm sao để mà kêu người ta đi đầu thai đi, nói hoài mà người ta đâu có chịu nghe đâu.
bây giờ không biết làm sao luôn. Kế đến là câu chuyện được kể lại từ một anh trai. Đây là một cái câu chuyện cũng khá là ghê, mang màu sắc quỷ nhập tràng. Gia đình của ai mà đang nuôi bệnh cho những cái người già lớn tuổi trong nhà thì hãy kỹ càng hơn nha. Khi mà anh kể lại câu chuyện này, anh khẳng định đây là một cái câu chuyện người thật việc thật. Tại vì mặc dù câu chuyện này không xảy ra trong gia đình của anh, nhưng mà anh có chứng kiến tại cái ngôi nhà đó sau 10 ngày xảy ra cái sự việc này, và anh đã tường thuật lại cho mọi người. Chuyện là anh có một cái người dì. Dì này tên là dì Mỹ. Nhà của dì Mỹ thì ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên quê gốc của dì, nhà ba má của dì Mỹ này ở dưới Sóc Trăng lận. Dì Mỹ hiện tại có một cái người mẹ già, phải nói rất là lớn tuổi, cao niên rồi. Cái năm 2020 mẹ của dì Mỹ thọ 101 tuổi luôn, rất là dai. Do cụ bà này cũng đã quá lớn tuổi rồi, thành ra sức khỏe cũng rất yếu, rồi dễ bị bệnh là một cái điều rất là đương nhiên. Lần đó cũng là Tết năm 2020, không biết là người nhà cho bà cụ ăn cái gì, bà cụ bị trúng thực rồi rối loạn tiêu hóa, rất là đau bụng luôn. Ở nhà mới đưa lên bệnh viện ở dưới Sóc Trăng á, nhưng mà cứ chạy chữa hoài không có hết, bà cụ cứ nằm hoài vậy đó. Cho nên là dì Mỹ mới quyết định chuyển viện và nhờ người ta chở bà cụ này lên trên Cần Thơ á, nằm trên bệnh viện ở Cần Thơ cho bác sĩ người ta theo dõi thử có hết hay không. Khi mà chuyển viện lên Cần Thơ là người ta đưa bà cụ này thẳng vô cái phòng chăm sóc đặc biệt luôn, vô đó để bác sĩ người ta tiện theo dõi. Những ngày đầu nằm thì chỉ là húp cháo, uống sữa mà được con chút à, đâu có ăn uống được gì nhiều đâu. Nằm tới khoảng hơn nửa tháng luôn, do là cái thể trạng của bà rất là yếu, thêm bệnh đường ruột nữa thì bà chịu không có nổi. Những ngày cuối cùng còn nằm ở bệnh viện thì người ta phải đút ống luôn để mà đưa cháo trong người, chứ bà lão không có ăn được nổi nữa. Nằm lay lất cho tới cái ngày thứ 15, cũng đã hơn nửa tháng rồi, bác sĩ người ta mới nói chuyện riêng với gia đình của dì Mỹ. Người ta nói thôi bây giờ đưa bà cụ về nhà đi, cho bà cụ được mất trút hơi thở cuối cùng ở trong nhà, trong vòng tay của con cháu, chứ nằm ở đây cũng không có khá hơn bao nhiêu đâu, bà cụ cũng yếu quá rồi, lớn tuổi dữ lắm rồi. Nghe bác sĩ nói vậy thì dì Mỹ cũng rất buồn, nhưng mà thấy người ta nói cũng quá có lý đi, tại bây giờ má của mình bà cũng không còn cầm cự được nữa. Thì thành ra dì Mỹ cũng đã có nhờ cái xe cấp cứu của bệnh viện chở má đi về tới bên Sóc Trăng luôn, về tới dưới đó để mà cho má nằm ở đó, rồi đợi cái ngày cuối cùng rồi làm đám tang cho má. Khi mà đưa bà cụ về tới nhà thì con cháu cũng chuẩn bị giường đồ này nọ, rồi túc trực xung quanh để mà đút cháo đút sữa cho bà cụ. Nhưng bà cụ chỉ nằm thoi thóp ở đó thôi, chứ đâu có mở mắt gì đâu, nằm đó mà tay chân vẫn không cử động, giống như là những người già người ta chờ thờ vậy đó. Bác sĩ người ta nói cái bệnh đường tiêu hóa của bà lão này nó đã đỡ hơn rồi, nhưng mà do cái cơ thể của bà lão nó quá là suy kiệt, bà lão quá lớn tuổi rồi, y chang là một cái cây cổ thụ bây giờ nó khô, nó chuẩn bị bứng gốc, bị chết vậy đó, y chang vậy luôn. Cho nên bà lão cứ nằm thoi thóp và đợi ngày thôi. Theo như những người già bình thường người ta về, người ta nằm ở đó thì chắc chắn 1-2 ngày sau người ta sẽ tắt thở và đi luôn. Tuy nhiên bà lão này lại khác, nằm ở nhà thoi thóp 2 ngày, qua ngày thứ 3 bắt đầu có chuyện. Là tại vì mọi người thấy rất lạ, cái đêm của ngày thứ 3 tầm khoảng 8 giờ tối, mọi người cũng đang túc trực vòng vòng cái chỗ của bà lão này nằm vậy nè. Tự nhiên thấy bà lão bà cử động lại rất nhiều, bà trở người qua lại, rồi tay chân của bà cũng gục gà gục gạt gì nè, đưa lên đưa xuống rất là linh hoạt, đâu có giống như là cái lúc bà nằm bệnh viện rồi chở về nhà nằm 2 ngày nay đâu, bà rất là khác thường luôn. Mà lạ hơn một chỗ nữa, tự nhiên bà lão này bà nói chuyện được luôn. Bà mới kêu dì Mỹ, bà mới nói Mỹ, mày xuống dưới bếp mày nấu cháo cho tao đi, mày coi còn mắm cá linh, mắm cá sặc gì mày bỏ vô cháo cho tao ăn đi, nếu mà không có cháo mày bới cơm nguội cũng được, rồi mày bỏ muối hột cho tao ăn. Khi đó thì cả nhà ai cũng bất ngờ hết trơn, dì Mỹ bà cũng bất ngờ luôn, nhưng có một chút vui mừng tại vì thấy má của mình bà cũng khỏe lại rồi. Nhưng mà sực nhớ là ủa, hồi đó giờ má của mình có bao giờ bà xưng mày tao với con cháu đâu, bà kêu ngọt xớt à, bây giờ bà kêu mày tao với mình, mà bà còn đòi ăn mắm nữa. Hồi xưa bà má bà không có chịu ăn mắm, thôi thì bây giờ cũng đi xuống kiếm đâu có cơm gì không, bới cơm lên cho má mình ăn đi. Rồi dì Mỹ cũng xuống bới cơm lên, nhưng mà nhà hiện tại không có mắm cho nên là không có lấy được mắm. Rồi đút cơm nước đồ xong hết trơn bà cố lại nằm ở đó như bình thường luôn. Hết cái ngày hôm đó là mọi người cũng khá vui mừng rồi. Qua tới sáng ngày hôm sau, bà cố cũng nằm bất động ở đó, nằm mà thiêm thiếp vậy nè, tay chân cũng không hề cử động.
từ sáng cho tới khoảng 6 giờ chiều á, vẫn nằm đó luôn nha, mọi người vẫn đút nước mà uống không có được nhiều gì hết. Tuy nhiên, tới khoảng 8 giờ tối đổ đi á, thì bắt đầu bà cố lại khác. Con mắt mở ra trừng trừng gì đó, mà tay chân cử động rất là mạnh mẽ, y như là tối hôm qua luôn. Đó thì kiểu như bà lão á, bà được nạp năng lượng gì đó. Bà lại xưng mày tao với mọi người, và đặc biệt là dì Mỹ. Bà quát tháo bà nạt nộ cực kỳ luôn nha, mọi người rất lấy làm lạ luôn. Bà đòi ăn, bà than bà đói, mà bà cứ đòi ăn những cái món rất lạ không à. Mà hồi trước giờ, nhiều khi cả cuộc đời của bà chưa bao giờ được ăn luôn, mà bà đòi ăn vậy đó. Như ngày hôm qua thì còn cảm thấy mừng, chứ riêng ngày hôm nay á là bắt đầu dì Mỹ thấy lạ rồi. Thành ra khi mà nghe bà cụ bà yêu cầu vậy đó, dì Mỹ bà mới trơ người ra đó, bà mới nhìn. Bà nhìn một hồi đó thì cái bà lão này á, bà mới nói mày đi không? Mày làm đồ ăn cho tao chưa? Mày không đi hả? Tao đạp mày lọt xuống giường bây giờ đây nè. Khi đó thì dì Mỹ bà mới tỉnh hồn ra, bà dẫn đi, bà kiếm cái món đó cho bằng được cho bà lão này ăn. Nhưng bắt đầu mọi người thấy lạ rồi. Và đúc kết lại, cái thời gian mà bà lão này hoạt động mạnh nhất đó chính là sau 8-9 giờ tối cho tới trước 3 giờ sáng. Thế là trong lúc dì Mỹ đi xuống bếp làm đồ ăn á, bà có nói lại với ông chồng, thì hai vợ chồng mới bàn với nhau làm cái người này á, tôi nghi không phải là má của mình đâu. Kiểu như là má bị ai nhập vô rồi chứ không phải là bà. Tại vì á, má mình nói chuyện rất là kỳ lạ luôn. Nhưng mà ông chồng ổng nói là thôi, để hết ngày hôm nay coi thử còn sao. Quả nhiên là đúng như mọi người thấy, cứ từ sáng tới trước 6 giờ chiều á, là nằm thinh thích ở đó, ai làm gì làm, đút sữa đút nước gì cũng uống hết trơn á, mà uống chút xíu à. Tới sau 8 giờ tối là bắt đầu á, hoạt động mạnh lên, ăn uống rất nhiều, đòi ăn mà nói chuyện được luôn, ăn cũng nhiều dữ lắm. Tới khoảng 3 giờ sáng á, lại nằm tiếp. Cho tới bây giờ á, thì hai vợ chồng của dì Mỹ mới tin đó là má mình đang bị ai nhập vào trong người rồi nè, chứ không phải má của mình đâu. Mặc dù trước giờ á, dì Mỹ không bao giờ tin những cái chuyện ma quỷ, nhập hồn nhập xác này nọ đâu, bà bài trừ dữ lắm, bà nói người ta toàn lừa đảo không à. Nhưng bây giờ gặp trước mắt vậy nè, bà cũng nghi nghi rồi. Do đó bà mới hỏi những người bạn bè của bà đó, tìm giùm một cái người thầy. Người thầy này cũng ở trong cái xã đó, ở Sóc Trăng luôn. Sau đó thì mới nhờ cái người thầy này tới cái nhà của dì Mỹ để mà coi giùm cái trường hợp của bà lão này á, có đúng là có ai nhập vô hay không. Khi mà xin được số điện thoại liên lạc của thầy rồi, dì Mỹ cũng có nhờ thầy trong ngày hôm nay phải qua nhà của dì để mà coi thử còn sao. Thầy cũng qua, thầy đi vòng vòng nhà trước nhà sau á, bắt đầu thầy mới ra nói chuyện riêng với dì Mỹ. Thầy nói cái bà cụ này á, đúng thiệt là có một cái người nhập vô. Đây là một cái vong nữ tầm khoảng 53 tới 54 tuổi. Rồi theo như lời của dì Mỹ kể, sau khi thầy nói chuyện dì Mỹ xong, thầy cũng lập một cái bàn, thầy làm phép ngay tại ngôi nhà luôn. Lúc đó anh không có được chứng kiến, anh chỉ nghe dì Mỹ kể lại thôi. Trong lúc mà thầy đang cúng kiến, thầy đang khấn vái đó, tự nhiên á, bà cụ bà đang nằm kế bên vậy nè, bà bật bà ngồi dậy luôn. Bà nhìn chằm chằm như nè, thì ông thầy biết cái khả năng của thầy làm không có lại rồi. Mặc dù như vậy á, thầy vẫn ráng thầy làm tiếp. Cái tự nhiên bà lão bà mở miệng mà nói, tao cho mày làm bùa phép tới ngày mai luôn nữa, mày cứ làm đi, thôi mày bỏ cuộc đi, mày làm không có được đâu. Sau khi bà cụ nói xong, ông thầy vẫn tiếp tục làm tiếp tầm khoảng hơn một tiếng đồng hồ luôn. Tuy nhiên đang làm á, thì thầy bỏ dở giữa chừng, thầy không làm tiếp. Thầy mới ra nói chuyện dì Mỹ á, thầy nói thôi chắc tôi không có làm lại đâu, tại vì cái con này á, nó đã nhập vô được tới ngày hôm nay, chắc nó đã thành quỷ rất mạnh rồi, tôi không động vô được. Tại vì á, nếu như mà tôi làm được tôi đã làm rồi, còn tôi không có làm được á, mà tôi ráng tôi chụp nó ra đó, có khi nó hại tôi, làm tôi mất mạng luôn đó. Thôi bây giờ nhà cô đi tìm thầy khác cao tay ấn hơn tôi đi. Sau đó thì dì Mỹ cũng ngậm ngùi tiễn cái người thầy này về, tại vì thôi người ta làm không được thì thôi, mình cũng không ép người ta. Tuy nhiên thầy về xong á, hai vợ chồng của dì Mỹ cũng ớn lắm, không có dám bước vô nhà. Tại vì biết hiện tại trong người của má mình á, không phải là má mình không đâu, có một cái người nữ nữa đang ngự trong đó đó, bà ớn lắm, không có dám vô. Thành ra bà mới liên tục nhờ những người quen biết á, tìm giùm thêm một cái người thầy nữa. Bây giờ phải tìm thầy, chứ không còn cách nào khác nữa rồi. Cũng hên là do chỗ của dì á, người ta biết thầy bùa rất là nhiều, cho nên nhanh chóng những người bà con á, người ta cũng chỉ tiếp một cái người thầy này, nhưng mà ở cái huyện khác. Do đó thì dì á, cũng lặn lội qua cái huyện bên kia để mà tìm tới nhà của người thầy này. Qua tới đó chị mới thấy là thầy này là một cái người thầy Khmer mà chuyên xài bùa lũ ban, ở nhà toàn bùa lũ ban không à. Qua đó cũng nói chuyện với thầy, cũng trình bày sự việc cho thầy nghe, rồi nhờ thầy là qua hôm sau kêu thầy qua tới nhà coi thử còn sao nữa. Qua hôm sau thầy cũng qua, thầy cũng nói y chang như cái người thầy ngày hôm trước luôn. Đúng thiệt, cái bà lão này có một cái vong nữ đi theo,
Cái dòng nữ này bây giờ là quỷ rồi, mà cái người nữ này mới tầm khoảng 53-54 tuổi thôi hà. Tuy nhiên khác với cái người thầy lần trước, cái người thầy này sau khi mà coi dòng dòng nhà trước nhà sau của dì Mỹ á, thầy mới đi ra phía trước nhà. Thầy kêu dì Mỹ á, cô thấy cái cây me trước nhà cô không? Bây giờ á, cô cho người đốn hạ, chặt bỏ cây me đó đi. Tại vì cây me này á, lâu năm rồi, rất là nhiều cô hồn dạ quỷ á, đu bám trên đó. Mà cái con quỷ nhập vô má của cô á, nó cũng từ cây me đó mà ra đó. Bây giờ nếu như cô không tin, cô đợi tối nửa đêm sau 12 giờ á, cô ra cô thử cô nhìn lên cái đọt cây me đi. Trên đó lâu lâu á, sẽ có một vài cái đốm lửa nhỏ 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 gì nè. Đó là vong hồn ma quỷ trển không đó. Rồi cũng nghe lời thầy, ngay trong ngày hôm đó, dì Mỹ á, đã điện cho những cái thợ cưa cây á, người ta tới cưa luôn gốc cây me này luôn. Mà theo như dì nói lại với thầy á, cái gốc cây me này á, đã được trồng hơn 80 năm rồi, rất là lâu rồi, thành ra không có dám đốn. Sau khi đốn hạ cây me xong, thầy cũng làm một cái đàn, thầy cúng tế cái gì đó, y như là cái người thầy lần trước vậy đó. Làm xong, chắc là do cái người thầy này á, xài bùa lũ ban nhiều quá hay sao á, thành ra là có thể trục được cái vong quỷ trong người của bà cụ ra luôn. Ra xong á, thì vong quỷ này không hề nói gì cả, vẫn nghe theo lời của thầy và đi theo thầy. Cái câu chuyện này nó khác với những câu chuyện quỷ nhập tràng khác. Đó chính là bà cụ này sau khi mà đã được gỡ cái vong quỷ ra rồi đó, bà cụ này vẫn sống khỏe mạnh, sống tiếp thêm nữa, chứ không có chết, không có bị rã thân xác ra giống như là những cái câu chuyện khác. Thành ra sau đó 10 ngày, khi mà anh nghe được thông tin đó là bà cụ này đã khỏe lại rồi, không có nằm thêm thiếp nữa đó, thì anh mới lặn lội xuống đó để mà coi tình hình của bà cụ sao, hỏi thăm sức khỏe của bà cụ. Cái ngày anh xuống đó, anh chưa hề biết câu chuyện là bà cụ đã bị quỷ nhập mấy ngày nay. Thành ra khi mà anh xuống, anh thấy sao mà cái cây me cổ thụ trước nhà của dì Mỹ đã bị đốn rồi, bây giờ không có còn nữa, chỉ còn lại gốc cây me trơ trọi thôi. Rồi khi mà anh vô tới nhà, ngay chỗ cái nhà trước luôn á, là có cái chiếc giường của bà cụ này nằm nè. Anh thấy á, ở trên cái giường của bà cụ á, treo rất là nhiều xương rồng khô nè. Rồi những cái bịch ni lông á, người ta bỏ muối, bỏ gạo trộn lộn lại, treo trên đó. Và đặc biệt, dưới cái lưng của bà cụ nằm á, còn lót thêm một cái tấm bùa rất lớn, mà ghi toàn là chữ Tàu không à. Anh thấy rất lạ. Rồi khi mà anh bước tới cái giường của bà cụ, anh hỏi thăm á, thì anh còn nghe bà cụ nói, con đi xuống dưới bếp á, con lấy cho bà mấy cái bánh bao lên đây cho bà ăn đi. Trời ơi, anh đâu có biết gì đâu. Tới một hồi sau anh nghe dì Mỹ kể lại mấy câu chuyện ngày hôm nay á, thì anh mới nổi da gà luôn. Anh nói hồi nãy giờ á, bà mới kêu con xuống dưới bếp lấy bánh bao lên cho bà ăn kìa. Sau một hồi, khi mà dì Mỹ kể lại cho anh nghe câu chuyện là bà lão này đã bị quỷ nhập mấy ngày hôm nay á, dì Mỹ còn nói là hồi trước á, mấy người trong xóm này người ta đi làm về khuya, người ta thấy ngay gốc me trước cửa nhà của dì vậy nè, người ta thấy là có hai cái bóng người nắm tay nhau gì nè, mà từ từ một hồi á, đi thẳng vô gốc me luôn, mà ngày nào cũng thấy gì hết trơn á. Người ta mới kể lại cho dì nghe, nhưng mà thời điểm đó dì đâu có tin đâu, dì không có tin những cái chuyện ma quỷ này nọ. Cho tới ngày hôm nay, khi mà tận mắt chứng kiến cái bà cụ má của mình bị quỷ nhập vậy đó, thì dì Mỹ mới tin tồn tại cái chuyện ma quỷ nó nhập vào cơ thể của người ta để mà nó ăn những cái đồ cúng này nọ đó. Và cuối cùng rất là may cho bà lão, sau khi trục được cái vong quỷ đó ra, bà lão vẫn sống khỏe mạnh tới bây giờ luôn, đã hơn 100 tuổi rồi, vẫn vậy đó, không hề có bệnh hoạn gì hết trơn luôn. Mà anh phải khẳng định đây là một cái câu chuyện hoàn toàn có thật. Ngày hôm đó chính anh và cả gia đình xuống đây tận mắt chứng kiến những cảnh tượng này. Mà anh nói nhiều khi tận mắt anh chứng kiến rồi á, anh mới biết nó là có thiệt. Chứ còn nhiều người á, người ta chưa có thấy, người ta chỉ nghe kể lại thôi, thì người ta có thể bán tín bán nghi, mình cũng không có trách người ta được, tại vì người ta đâu có chứng kiến đâu mà bắt người ta phải tin. Tuy nhiên tới cái lần đó, khi mà anh xuống, anh thấy cây me đã được chặt ra rồi nè, mà cái chỗ giường của bà lão nằm á, treo tùm lum thứ hết trơn, xương rồng, rồi bùa lót dưới lưng này nọ, thì anh mới thực sự tin. Và hơn hết, theo như lời của những cái người thầy bùa lũ ban á, người ta nói, nhà của ai mà phía trước nhà sau nhà này nọ có những cây cổ thụ, cái tàn cây càng lớn á, thì có thể những vong hồn người ta trú ngụ trên đó càng nhiều. Cho nên gia chủ cần phải lưu ý hết sức cái chuyện này, đặc biệt là trong những cái chuyện mình muốn đốn hạ những cái cây đó. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha.
Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật là hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.